Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2019. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tham gia triển lãm quốc tế Việt Build Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư, khách tham quan có dịp trải nghiệm sản phẩm nhà ở container do công ty cổ phần thương mại cơ khí Tân Thành sản xuất, được thiết kế hiện đại tinh tế. Đặc biệt tất cả sản phẩm nhà ở container đều được phủ lớp foam với khả năng cách nhiệt và chống tiếng ồn tốt. Hơn 25 năm thành lập, Tân Thành được biết đến là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế và thi công container. Tất cả các hệ thống sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 phiên bản 2000, ISO 9001 phiên bản 2015.